Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, và một ngày đẹp trời như hôm nay tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi chuyên hỗ trợ chữa trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư, một hoạt động đầy ý nghĩa đã diễn ra, đó là sự kiện trao tặng rau củ và trái cây tươi ngon cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sự kiện được xuất phát từ tấm lòng nhân ái của một nhà hảo tâm đến từ Đồng Nai. Chiếc xe 7 chỗ đã vượt hơn 200 km để chuyên chở trái cây, bắp, rau củ cho kịp buổi sáng đến với bệnh nhân và người nuôi hoàn cảnh nghèo đang hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Nhà hảo tâm mong muốn mang đến những món quà thiết thực giúp cải thiện bữa ăn và nâng cao sức khỏe cho các bệnh nhân và người nuôi. Những bó rau củ xanh mướt, những trái cây chín mọng được trao tận tay từng bệnh nhân mang đến niềm vui và sự ấm áp lan tỏa khắp phòng khám. Nụ cười rạng rỡ trên môi các bệnh nhân và người nuôi khi nhận được món quà ý nghĩa này, họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ những khó khăn và động viên tinh thần cho họ trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư đầy gian nan. Hành động thiết thực của các nhà hảo tâm không chỉ mang đến những giá trị dinh dưỡng thiết yếu cho các bệnh nhân và người nuôi mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự đồng cảm và chia sẻ trong cộng đồng. Nó tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân và người nuôi để họ tiếp tục hy vọng chiến đấu và chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo. Sự kiện này cũng là lời kêu gọi mọi người chung tay giúp sức giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư và người nuôi đang cần sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Hành động của các nhà hảo tâm không chỉ giúp cải thiện dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nuôi mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho họ. Nhờ những món quà ý nghĩa này sẽ tạo động lực và truyền cảm hứng cho các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia ngày càng đông vào công tác từ thiện xã hội, nhất là có thể dành nguồn lực để hỗ trợ thêm nhiều bệnh nhân nghèo khác, giúp họ có cơ hội được hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Hôm nay tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, những món quà tuy bé nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao. Nó tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các bệnh nhân ung thư, giúp họ có động lực để vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Rau củ tươi ngon cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng cho các bệnh nhân và người nuôi. Trái cây chín mọng mang đến cho họ hương vị ngọt ngào, giúp họ giải tỏa căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Câu chuyện về nhà hảo tâm tặng rau củ trái cây cho bệnh nhân ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không là một minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Nó lan tỏa thông điệp và tình yêu thương, sự sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Thay mặt cho các bệnh nhân, người nuôi và đội ngũ y bác sĩ tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình mang lại cuộc sống tốt đẹp cho các bệnh nhân ung thư. Căn bệnh ung thư là một gánh nặng to lớn với người bệnh và gia đình họ. Chúng tôi mong muốn kêu gọi thêm nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ phòng khám Cha Tường yêu thương cho không để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những bữa ăn dinh dưỡng, những nụ cười và niềm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư nghèo. Hành động của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống của những người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hãy cùng chung tay để yêu thương và hy vọng đến họ. Nhân dịp này, thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã gặp gỡ trực tiếp nhà hảo tâm để tri ân tấm lòng bác ái của gia đình và trao tặng thư gửi lời tri ân của phòng khám đến gia đình. Mong rằng Đức Chúa Trời và Cha Vê-rô Nguyễn Văn Tường ban hồng ân đến gia đình
của nhà hảo tâm. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thấu hiểu rằng thời gian hỗ trợ điều trị ung thư, đây là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên cường và nghị lực phi thường. Để đồng hành cùng quý vị trên hành trình này, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy hỗ trợ chữa ung thư miễn phí, mong muốn kêu gọi và động viên tất cả bệnh nhân và người nuôi hãy cùng nhau chung tay thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, trật tự xã hội và an toàn giao thông tại khu vực phòng khám. Một, bảo vệ môi trường là giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, tuân thủ các quy định về phân loại rác thải, sử dụng tiết kiệm nước, điện và các nguồn tài nguyên khác, sử dụng hạn chế đồ nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường sống. Mục tiêu chung là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, tạo ấn tượng đẹp với những người đến khám bệnh và hỗ trợ điều trị tại đây. Hai, trật tự xã hội, giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực phòng khám, không gây mất trật tự công cộng, luôn giữ thái độ lịch sự, văn minh, ứng xử đúng mực với nhân viên y tế và các bệnh nhân khác. Hãy hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của các bệnh nhân khác. Mục tiêu là tạo ra môi trường yên tĩnh, thoải mái để các bệnh nhân có thể tập trung vào việc điều trị, tránh gây ảnh hưởng đến người xung quanh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về phòng khám. Ba, an toàn giao thông. Tuân thủ luật lệ giao thông khi di chuyển trong khu vực phòng khám, sử dụng phương tiện giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, để xe đúng nơi quy định, không để xe cản trở lối đi lại. Mục tiêu là bảo vệ an toàn cho người thân và những người tham gia giao thông khác, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, văn minh. Vì lợi ích chung của cộng đồng, chúng tôi mong muốn bệnh nhân và người nuôi hãy cùng chung tay thực hiện tốt những quy định trên. Mỗi hành động nhỏ của bệnh nhân và người nuôi sẽ góp phần tạo nên môi trường an toàn, xanh sạch đẹp, giúp cho quá trình hỗ trợ điều trị các bệnh nhân được diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trở lại các hoạt động hàng ngày tại phòng khám. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vẫn đang hoạt động bình thường và tiếp nhận bệnh nhân mới vào tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy hàng tuần. Xin cảm ơn. Triệu chứng là bị tràn dịch phổi, tràn dịch màng phổi, điều trị ở Phạm Văn Thạch. Thì bệnh viện hướng dẫn trị như thế nào? Mình bị giai đoạn 4, bệnh viện đang đang hóa trị, trong thời gian hóa trị thì mình ngưng. Hóa trị được bao nhiêu liều rồi? Được 6 liều rồi. Tại sao ngưng vậy? Tại vì tác dụng phụ cao quá. Cao là như thế nào? Rụng tóc với người nó mệt mỏi. Mình ra mình không điều trị bên thuốc Tây nữa. Về sao anh biết ở đây anh có đây? Mình có theo dõi kinh của Cha Tường lâu rồi. Lúc cha còn sống. Có nghĩa là mình tới đây mình sẽ mướn một căn nhà trọ mình ở, rồi mình cùng vợ theo nuôi mình. Rồi mình tới phòng khám của cha để mấy thầy hướng dẫn. Vậy anh, nói chung là bản thân mình đã theo dõi các kênh từ lâu rồi, vậy mình thấy cái phương pháp chữa trị ở đây như thế nào, về cách chăm sóc của thầy như thế sao, anh có biết như thế nào? Theo về mình coi trên kênh thì mình thấy ok rồi, cũng có tham khảo thêm những bệnh nhân ở ngoài, mình có hỏi những bệnh nhân ở ngoài thì cũng nói rất là tốt, cũng có nhiều người chuẩn bị ra viện. Trong quá trình trị bệnh ở đây với cộng thêm những kiến thức mà chị đã có được á, chị có thể chia sẻ cho những bệnh nhân nói chung là tại đây và những bệnh nhân khác bị mắc bệnh ung thư, là những kiến thức về khi mình chiến thắng được bệnh ung thư. Thì thưa anh Thành Võ với lại
quý bà con cô bác trong nước và ngoài nước, nếu như ai mà mắc bệnh ung thư mà đang điều trị ở đây rồi thì vẫn theo phác đồ của cha để lại cho mấy thầy. Còn những ai mà bắt đầu đang phát hiện được bệnh á, thì là như tôi là tôi chia sẻ là đi bệnh viện vào hóa chất 1 hoặc 2 toa đi cho nó teo các cái khối u lại, rồi để mình xuống đây á, để mình điều trị cái phác đồ của cha để lại cho mấy thầy này thì nó sẽ nhanh hơn mà nó không bị đau đớn nhiều. Nên là chia sẻ vậy cho anh bà con anh dì chú bác như vậy để biết cách thức để mà đi bệnh viện trước. Lý do là các cái khối u của mình đã phát triển lớn rồi, mình phải đi vào Tây y để người ta để chặn những cái tế bào lại, cái ngọn nó lại nó không phát triển, và còn cái gốc nó teo lại. Còn cái gốc thì xuống đây là phác đồ của cha và của thầy chữa cho mình, là mình vừa nuôi cái tế bào lành, và mình vừa dưỡng cái bệnh của mình, và mình vừa đẩy cái tế bào ung thư ra ngoài, là mình nhờ cái nước kiềm và cái nước cháo nano đó để mình thẩm xấu vào trong cái dòng máu của mình để mình đẩy ra cho nó nhanh hết bệnh, và cái gốc cái tế bào nó sẽ đi nhanh hơn. Còn mà mình mà không vô được hóa trị á thì cái khối u của mình á nó sẽ lâu tan và nó lâu teo hơn. Về phác đồ Tây y á là nó sẽ nhanh hơn và mình đỡ đau đớn hơn, và cái khối u nó teo gọn hơn. Là mình xuống đây á là sẵn đấy, là mình đi phác đồ ăn cháo nano và cái uống nước kiềm đó thì nó thanh lọc cái máu mình nó ra nhanh hơn, và nó nuôi dưỡng cái tế bào lành của mình nó được khỏe hơn. Đó là khuyên những người bệnh giống như tôi như vậy á, để tôi nhờ cái chế độ là tôi sống cái căn bệnh này của tôi là từ năm 2010 đến giờ, là cũng đã đi nhiều bệnh viện rồi mà cũng đã trải qua nhiều lần hóa trị rồi, nên là xuống đây là cái phác đồ cuối cùng để mà cứu cái sinh mạng của mình sống lại lần thứ hai á. Và thứ hai nữa là mình phải ăn cái thực dưỡng, bổ sung cái thực dưỡng vào, ví dụ như là những loại hạt, các loại hạt, hạt tươi hoặc hạt khô, hoặc là những hạt để mà đã sấy thành bột, đã xay thành bột. Nhưng mà tốt nhất là mình nên dùng cái hạt là nano, cái Nuchi nano, đó là cái dòng Fukudan đó, thì nó thẩm thấu vào cái tế bào mình, là nó vừa nuôi cái tế bào lành mình, và cái Nuchi nano Fukudan đó thì nó có 3 hoạt chất. Hoạt chất thứ nhất là betan glucan, và cái hoạt chất thứ hai nữa là cái tảo nâu xoắn của Nhật Bản, là đã nghiên cứu thành công về phác đồ chữa trị ung thư rồi. Và cái thứ ba nữa trong cái sữa đó là nó có cái B6, là nó là cái thuốc bổ, nó vào cơ thể mình là nó giúp tăng cái đề kháng cho mình đấy. Và cái thứ hai nữa là mình ăn uống là phải tăng cường cái rau xanh củ quả vào. Cái rau xanh đó và củ quả là tất cả đó là một nguồn nước. Rau là nó chứa tới 70% nước, mà nước nó đưa vào cơ thể mình á thì nó sẽ tạo ra cái nước kiềm đấy. Mà thứ hai nữa là mình ăn cháo nano và uống cái nước nano đó, cái nước cháo nano đó và cái nước kiềm đó là vào nó sẽ giết cái tế bào ung thư, và nó sẽ lọc được cái máu sạch cho mình vào trong cơ thể mình thì nó nhanh khỏi bệnh hơn. Đó là khuyên tất cả những bệnh nhân mà giống căn bệnh như tôi, căn bệnh ung thư này á, thì mỗi người nó mới vị trí, nó không có giống ai hết. Người thì ở hạch, ở như mắt, ở như nách, như bụng bẹn, người thì ở như tủy, rồi người thì ở như phổi, người ở như xương, rồi là người ở như vú hoặc ở như tử cung, nó nhiều lắm, nó nằm nhiều chỗ lắm. Cho nên là mình cứ theo cái phác đồ xuống đây, là cứ theo phác đồ của cha này mình điều trị là 100% là sẽ giúp được cái bệnh của mình. Và mình ăn các loại thực dưỡng, nhưng mà thực dưỡng và những cái hạt là phải có cái nguồn gốc xuất xứ của nhà nước, hoặc là của một cái cơ sở doanh nghiệp nào đã có giấy bản quyền xuất xứ ra thì mình nên tiêu dùng. Mình đừng có nghe lời những ai hết ở ngoài hết. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.